Yên là hai lần như thế này, rồi con rút lưỡi như thế này, rút lưỡi ra là rất là đau, đập vô có nghĩa là để cho cái thần kinh nó tá quả hết lên, buộc nó sẽ nói. Thì bây giờ như tôi, bây giờ con tôi bình thường nó vẫn nói nè, làm nè, bây giờ chỉ cần nói nè, 1, 2, 3, 4, 5. Ba ơi, lúc mà tôi mặc cả với ông Liên á thì tôi lại dùng con tôi thử như thế này. Tôi kết hôn bây giờ con đứng dậy, đứng dậy đi. Đó, thì ông Liên không dám chơi với tôi. Con ấp mặt cái đó để ha, để hai tay lên này. Rồi, 1, 2, 3, 4. Nó thấy đâu mà nó không thấy cái miệng là nó không nói. Cảm ơn. Đau nó nói được cái gì đâu, nó bị điếc đặt, gọi là lỗ tai nó điếc đặt, nó chỉ cảm nhận về cái miệng nó nhìn nó nói thôi. Ba ơi, nó nghe gì đó không bao giờ mà nói được một tiếng này. Nhưng mà bây giờ nó quay lại nè, con nói nè, 1, 2, 3 cảm ơn. Ba ơi, cái đó là kéo mà phóng viên báo chí truyền thông bị lừa. Kể cả tất cả mọi người đều bị lừa cái chỗ đó thôi chứ không có cái gì hết. Nếu ông Yên dám đối diện sự thật, ông Yên quay cái mặt vô khách, ông Yên nói nè, 1, con tôi nói biết gì hết, thấy không? Biết luôn, cảm ơn, tôi không biết luôn. Tôi ví dụ rất là cụ thể để cho mọi người biết tại sao mà ông Yên lừa, dùng cái chiêu đó mà để mà lừa. Cái này quá dễ mà. Người cầm điếc làm sao mà nói được. Giờ lại thầy cứ dùng cái khẩu miệng của ổng thôi vậy em tiếp. Khẩu hình là nó. Thế mà đứa nào không nói ổng làm cho đau thêm rồi nói. Không nói thì ổng bóp ổng gỗ rút cái lưỡi đau rắm lên là nói. Ổng làm thì con tôi vẫn nói được ngay lúc đó. Vẫn nói nhưng mà nói theo cái kiểu của người cấm. Thì lát nữa tôi sẽ ví dụ cái kiểu đó để cho mọi người họ sẽ thấy cái những cái yếu điểm mà mình bị ổng lừa để mình cũng hiểu được điều đó. Thì cái đó nó đơn giản lắm. Thì bây giờ tôi ví dụ đi. Ví dụ để cho mọi người hiểu là tại sao người câm họ nói được. Xin thưa là người câm ai họ cũng nói được hết. Họ nhìn cái khẩu hình, có nghĩa là họ nhìn vào cái miệng của người khác nói, họ sẽ nói theo. Nhưng mà cái âm của họ nó không tròn vậy thôi, nó không rõ chữ chút thôi nhưng mà họ vẫn nói được. Thì ông Yên ông lợi dụng cái chỗ đó. Thì lúc mà ông lợi dụng chỗ đó thì phóng viên báo chí máy đài nó để hết vào ống kính vào cái chỗ đó rồi. Thì cháu sẽ nói, thì lúc đó những cái người phóng viên hay báo chí báo đài họ đâu có con bị khuyết tật. Thì họ thấy hay quá, họ vỗ tay và họ tán thưởng, và cả ông Liên cũng kêu tuyệt vời thôi, con thành công rồi, thì mừng ơn nhau mà khá hết, ai cũng vậy, chứ có riêng gì mình. Nhưng mà sao bao lâu lại nghiên cứu mình tìm ra được cái điểm sau cái đêm ông bấm cho con mình, lần cuối cùng là mình biết ngay. Lần đầu mình vẫn biết rồi nhưng mà mình vẫn còn hy vọng. Cái hy vọng nó lớn lắm, bởi vì nó còn nặng về vấn đề tâm linh, nó chặt cái này nó còn cái kia. Có nghĩa biết đâu cái duyên ông, thì nếu cái duyên nó lành thì con anh sẽ nói được, nó đủ cái trò ấy. Cho nên cứ cái duyên và cái nghiệp, hai cái chữ đó ông hay dùng, được thì duyên mà không được là nghiệp. Còn ông âm thì vô cơ. Ông vô, ông có cái lỗi gì. Thì bây giờ tôi ví dụ con tôi nè. Này, thao tác của ông Yên nè. Ông tính là ông làm như thế này. Yên là hai lần như thế này, rồi con rút lưỡi như thế này, rút lưỡi ra là rất là đau, đập vô có nghĩa là để cho cái thần kinh nó tá quả hết lên, buộc nó sẽ nói. Thì bây giờ như tôi, bây giờ con tôi bình thường nó vẫn nói nè, làm nè, bây giờ chỉ cần nói nè, 1, 2, 3, 4, 5. Ba ơi, ba mời cảm ơn bên. Cảm bên. Cảm ơn bên. Chắc vẫn nói những tiếng như vậy đó, là những người câm họ đều nói như vậy, đừng nói riêng con mình. Thì lúc đó anh biết không, phóng viên báo chí của hai quá rồi luôn. Ông trị được bệnh câm nói được rồi. Và cái câu của ổng nói lúc đó là ổng nói gì, vỗ tay. Trời ơi, quá tuyệt vời, đúng không các bạn? Nên mình bị lừa là như vậy. Nhưng mà thật sự là sau đó thì không bớt. Sau đó thì không bớt. Bớt đâu bớt thì nó nói bình thường cho tôi. Nhưng mà tôi lúc mà tôi mặc cả với ông Liên á, thì tôi lại dùng con tôi thử như thế này. Tôi kết hôn bây giờ con đứng dậy đi. Thằng Liên không dám chơi với tôi.
mặt cái đó. À, để ha. À. Để hàng tay lên này. Rồi. 1, 2, 3, 4 nó thấy đâu mà nói. Không thấy cái miệng là nó không nói. Này. Cảm ơn. Nó đâu có nói được cái gì đâu, nó bị điếc đặt. Gọi là lỗ tai nó điếc đặt, nó chỉ cảm nhận về cái miệng nó nhìn nó nói thôi. 3, nó nghe gì đó không bao giờ mà nói được một tiếng này. À. Nhưng mà bây giờ nó quay lại nè, à, nó nói nè. 1, 2, 3 cảm ơn. 3 ơi. Cái đó là cái mà phóng viên báo chí truyền thông bị lừa. Kể cả tất cả mọi người đều bị lừa cái chỗ đó thôi chứ không có cái gì hết. Nếu ông Yên dám đối diện sự thật, ông Yên quay cái mặt vô thắt, ông Yên nói nè. 1, con tụi nó không biết gì hết. 2, ông biết luôn. Cảm ơn. Tụi không biết luôn. À, tôi ví dụ rất là cụ thể để cho mọi người biết tại sao mà ông Yên lừa, dùng cái chiêu đó mà để mà lừa. Cái này quá dễ mà. Người cầm điếc mà làm sao mà nói được. Giờ vậy thì cứ dùng cái khẩu miệng của ổng thôi. Vì ông nhìn khẩu hình là nó thế mà đứa nào không nói ông làm cho đau thêm rồi nói. Không nói thì ổng bóp ổng gỗ rút cái lưỡi đau rắm lên là nói. Đó là riêng về cầm điếc. Còn bệ liệt thì ổng cố ổng làm cho thiệt đau để đứng dậy đi cái là bộ tay. Tôi thấy ông làm nhiều bại liệt lắm. Điều này như bây giờ nếu anh là một ông bố thì ông phản ứng câu chuyện của ông Yên chữa trị thế nào và ông đề nghị người dân đừng nên tin theo nghe theo câu chuyện của mình. Theo mình là người nhân chứng sống của cái sự việc của bố con Yên và con mình đây. Bây giờ thì con đã lớn rồi thì theo mình thì mình nghĩ là chỉ có khoa học mới chứng minh được tất cả mọi cái mà con người trị vũ trụ cần chứng minh. Còn mọi vấn đề khác đến giờ này tôi không tin bất cứ một cái vấn đề gì mà mang tính phù phiếm là tôi hoàn toàn không tin. Cho nên tôi khuyên mọi người hãy cùng nhìn rõ sự việc trước khi mình làm điều gì đó mà mình muốn cứu một người nào đó, cuối cùng vô tình mình cứu không được mà mình lại trở thành nạn nhân. Cái đó là cái nỗi đau lớn nhất. Cho nên khuyên mọi người cần thức tỉnh. Và hiện giờ tôi nhận thấy là rất là nhiều người lạm dụng về vấn đề tôn giáo, vấn đề tâm linh để mà làm kinh tế. Tôi thấy rất rõ ràng, rất là nhiều. Sau khi cái vụ ông Yên thì nhà tôi cũng có nhiều thằng y tới nữa chứ không có riêng ông Yên đâu. Có một cái ông nào đó ở Bộ Đức cũng ai cũng tới nhận để mà chữa bệnh câm cho con tôi. Thì tôi mới lấy hình của tôi chụp với ông Yên với con tôi đưa cho ông coi, ông bỏ ông chạy, bỏ của chạy lấy người. Và tôi biết vợ tôi kéo cửa sát lại tôi gọi công an luôn. Ông chạy, mất dép luôn. Cái này cần phải làm sáng tỏ sự việc đừng để bị lừa một cách lợi dụng tôn giáo một lừa làm ảnh hưởng luôn mà cái cửa Phật, bởi vì cửa Phật nơi từ bi quá đẹp, con người hướng thiện quá tuyệt vời thì tại sao không đấy đó để mà cùng hướng thiện. Thì bây giờ anh hỏi giùm em con anh một câu rằng là bây giờ với ông Yên thì cháu có tin tưởng ông chữa được bệnh hay là không, hỏi giùm cho con. Ông Yên á chữa bệnh hay không? Ông lâu đúng rồi. Lâu, ông Yên hoàn toàn lâu. Cái này là ký hiệu ngôn ngữ của người cầm điếc gọi là lâu. Chúc xuống, cái đầu ông Yên chúc xuống nha. Bạn bè, tất cả bạn bè cũng đều phản ứng. Lâu, đúng không anh? Lâu đi. Lâu. Lâu. Liên rất lâu. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, rất là cảm ơn anh Bình, một ông bố mà cách đây 10 năm đã đưa con trai của mình là em là tên gì hả? Lê Hoàng Tâm. Anh Tâm để mà đi chữa bệnh câm điếc, tuy nhiên thì đã tốn rất nhiều tiền và từng là mặc cả với ông Yên là 1 tỷ và một lô đất để có thể chữa bệnh cho con, nhưng mà cuối cùng thì không có hiệu quả. Và anh Bình hầu thời điểm đó là anh cũng muốn nói lên tiếng nói rồi mà sao anh không nói lúc đó? Lúc đó mình nói gì được, thứ nhất là ngán cổ kêu không thấu trời. Thứ hai nếu mình nói thì biết có ai tin mình hay không. Chứ không phải là không nói. Và nó có một cái nghịch lý này, sau khi mình đi chữa bệnh cho con mình về rồi 3 năm sau vẫn có nhiều người gọi điện đến nói với mình là Bình, tao nghe ông Yên ông giỏi lắm, tại sao mày không đưa con mày đi, giống như họ muốn trách cứ mình điều gì không nói. Nhưng mà mình đã đi cách mấy năm mình muốn giấu kín cái nỗi niềm này trong lòng luôn. Nhưng mà dù gì mình vẫn nhắn tin, vẫn gọi điện mình cảm ơn anh chị, cảm ơn người thân để... cười thôi đúng không? Chỉ cười thôi, cho tôi cái chỗ địa chỉ như vậy tôi rất cảm ơn, thôi để tôi cố gắng tôi xếp tôi đi. Mình đã đi rồi, đi cách đây 10 năm. Nhưng bây giờ từ cái chỗ mà đặt kỳ vọng niềm tin quá chuyển qua xong qua là hẳn. Cái từ hẳn thì tôi nghĩ tôi cũng không hẳn. Chỉ có tiếc mấy giọt nước mắt. Tiếc những giọt nước mắt, bởi những giọt nước mắt nó tuyệt vời quá, nó thiêng liêng quá. Lúc đó mình khóc ngay tại cái chỗ mà chữa bệnh cho con mình luôn á. Tại vì
người đàn ông mà giọt nước mắt thì em biết là nó quá đẹp dành cho con. Có nghĩa là mình rất là kỳ vọng nhưng mà trở thành thất vọng. Rồi, cảm ơn anh. Dạ.